phát nguyện và hồi hướng sám mạng diễn nghĩa thứ hai quy mạng mười phương vô thượng giác pháp mầu vi diệu khắp tuyên dương thanh tăng bôn quả tam thừa độ hiển hiện tay vàng nguyện xót thương ngược dòng chân tánh từ lâu chúng con trôi nổi ở đầu sông mê biết nghe đâu là chốn đường về bập bềnh sông nước không hề đôi lối nguyên nhân hữu lầu gây rồi bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra biệt cái đâu nẻo chánh đường tà quang khiến nghiệp bao thật là nặng sâu nay con khẩn thiết cúi đầu phơi bày sa mà hối khấn cầu hồng ân lòng thành cầu đấng năng nhân từ bi cứu vớt trầm lưng mọi loài nguyện cùng thiện hữu xa khơi cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước ca đức vững nền đạo tâm ma chờ mong đạo nghiệp vung trồng từ bi trí tuệ nấy mầm tột tươi kiếp sau xin được làm người sinh ra gặp pháp ma sống đời chân tu giấc diệu nhờ bậc minh sư nương nhờ chánh tinh hạnh từ xuất gia lục căn tam nghiệp thuận hòa không vương tục lệ theo đà thể nhân theo đường tăng đạo nghiêm thân giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa nghi nghi phong độ chói loạn lòng tự độ mạng trước là vi sinh lại thêm đầy đủ duyên lành bao nhiêu tai nạn đều thành như không Bồ đề nguyện quyết một lòng đại gương bát nhã chân không hiện tiền nghiêm tầm đạo hành tinh chuyên đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm thoát ngoài kiếp hải trầm luân quang khai lục độ hạnh môn cứu người pháp tràng dựng khắp nơi nơi lối nghi phá hết trong ngoài sạch không tà ma hạng
phục đến cùng. Truyền đăng Phật Pháp mà nói dòng vô chúng, văn làm Phật sư mười phương, không về lao nhọc nản lòng tính chuyên. Bao nhiêu thâm pháp nhiều quyền, thấy đồng thống đạt thoát nhiên độ mình. Nguyện đem phước huệ độ sanh, chứng nên Phật quả hoàn thành Phật thân. Tùy căn ứng nghiện cõi trần, phân thân vô số độ dần chúng sanh. Nước từ rưỡi khắp nhân thiên, mênh mông biển rộng lời nguyện độ tha. Khắp hòa thế giới gần xa, diễn dương diệu pháp trước là hiện thân. Những nơi khổ thu trầm luân, hòa quang chiếu diệu bao thân đẹp lành. Chỉ cần thấy vàng nghe danh, bao loài thoát khỏi cực hình đớn đau. Phát lời nguyện ức cao siêu, muôn ngàn khổ địa thấy đều tiểu tan. Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan, bao nhiêu đau khổ trong hàng xúc sinh, đều nhờ Phật lực anh linh. Xương tan nổi biết bình minh rạng ngời, thuốc thang cứu giúp mọi người. Áo cơm cứu giúp cho đời bằng dân, bao nhiêu lợi ích hưng sồn an vui thực hiện trong vùng trầm lưng. Bao nhiêu quyên thuộc quan thân cũng nguyện vượt biển trần gian nổi chiền. Xa lìa ai nhiễm triền miên, đoạn trừ những mối phước triền thân tâm. Vùng trần đạo nghiệp thiện nhân cũng bao loài khác pháp thân hướng về. Hư không dù có chuyện gì, nguyện ta cũng chẳng có hề lung lai. Nguyện cầu vạn pháp bản